Thì hôm nay thầy chỉ cho các em dùng hàm ha. Có hai cái file thầy gửi cho các em rồi. Thứ nhất là các hàm Excel thường dùng. Thứ hai là giáo trình Excel. Thì cái giáo trình Excel á, các em lướt qua cái phần đầu cho tới trang 48. Phần đầu là phần định dạng 45 ha, trang 45. Bắt đầu từ trang 45 là nói về kiểu dữ liệu. Còn phía trên đó là định dạng ha. Định dạng với các tính năng mới. Rồi trang 45. Bây giờ thầy nói trước về các kiểu dữ liệu trong Excel. Thầy nhấp phải, thầy chọn một Excel. Đây. Rồi trong Excel nó chia thành các kiểu dữ liệu. Thật ra thì có hai kiểu cơ bản thôi, đó là số và chữ. Ha, trong số thì nó chia ra thành nhiều kiểu nè. Kiểu này kiểu tổng quát nè, Excel tự nhận dạng nè. Number, kiểu số, rõ ràng ha. Bao nhiêu số hợp phần. Kiểu tiền tệ. Kiểu tài chính kế toán. Ha. Ngày, ngày tháng năm, giờ phút giây, phần trăm, phân số ha, phân số thì kiểu nào. Rồi các kiểu khoa học ha. Kiểu này là kiểu số dấu chấm động á, trong lập trình á, giống như trong lập trình. Số các em mà lớn quá thì các em chuyển sang kiểu này, và Excel nó cũng tự động chuyển qua kiểu này ha. Cái này có nghĩa là 1.2 nhân 10 mũ 1. Rồi test duy nhất một kiểu căn bản thôi. Kiểu đặc biệt là kiểu bưu chính, kiểu gì đó, số điện thoại gì đó ha. Custom là tùy chọn. Tùy chọn có rất là nhiều cái mẫu cho các em chọn ha. Được. Rồi quay lại giáo trình. Em ở dưới đây có đầy đủ ha. Có chú thích cho các thuật ngữ. Các thuật ngữ ha. Rồi từ đây em đây những cái này thầy nói nè. Rồi cái này định dạng rồi, cái này là các phần định dạng, cái khung tôi nợ này thầy chỉ hết rồi ha, mấy ngày đầu thầy chỉ hết rồi. Rồi mình qua tới trang số 658. Giới thiệu và sử dụng các hàm trong Excel. Em trong đây có rất là nhiều hàm. Các phép toán ha, cộng trừ nhân chia giống như trong lập trình. Ở đây đặc biệt có cái lũy thừa, các em nhớ nè. Lũy thừa dùng số mũ này ha. Ví dụ đây. Mà cái này trong Excel chứ trong lập trình C không có nha. Rồi các dấu so sánh. Dấu cách. Dấu cách ở máy thầy là dấu phân cách giữa các tham chiếu á, các tham số á, là dấu phẩy. Mặc định là dấu phẩy, nhưng máy các em hình như bị chỉnh là dấu chấm phẩy. Nè. Rồi thứ tự ưu tiên của các công tử ha. Giới thiệu về hàm ha. Rồi rất là nhiều các nhóm hàm. Các nhóm hàm ha. Nhập công thức. Rồi, giới thiệu sơ về giáo trình như vậy. Trong đây có rất là nhiều hàm, các em kéo xuống. Đó, hàm ha, bằng tiếng Việt. Theo các nhóm hàm. Ha. Rồi. Trong giáo trình thì nó dài và nó chi tiết, mình qua các file các hàm Excel thường dùng. Tìm. Cái này thầy sẽ chỉ sao? Bây giờ mình đang nói hàm, mình xuống hàm nha. Các hàm thường dùng trong Excel. Tất cả các hàm trong Excel của Microsoft. Đường link này các em chỉ cần nhấn giữ phím Ctrl File Word ở trên bảng sử thông. Thầy gửi cho các em file PDF thì các em chỉ cần click vô thôi. Chờ chút mở. Phải hình như nó ngắt nét.
Rồi thầy nhấn giữ Ctrl, click vào đây. Link nào cũng được hết. Thầy gọi thì các em phải nhấn phím giữ phím Ctrl và click vô. Thầy gửi cho các em file PDF, PDF này các em chỉ cần nhấn một cái là nó chạy thôi. Click vô một cái thôi. Backup. Mở bằng cái này thì được, mở bằng cái này không được. Nghe số bọt cua nó cắm này nè, nó cắm mở mới. Còn này cái liên kết có sẵn rồi. Thôi im. Rồi im. Trong cái file các hàm Excel thường dùng á, thầy để cho các em một cái liên kết, liên kết tới các tất cả các hàm trong Excel của Microsoft. Đây. Đây. Thầy chọn là các hàm này được xếp theo alpha B ha. Xếp theo từ A tới Z, kéo xuống ha. Rất là nhiều thấy không? Nhiều lắm. Bấm Ctrl F để mà tìm ha. Rồi bấm vào đây nè. Rồi ví dụ giờ hai hàm tìm hàm sum. Sum này. Thầy lấy vô. Thầy lấy vô chữ S ha. Nó sẽ nhảy đến cái hàm có chữ đầu là chữ S. Sum. Đây. Bên sân là chức năng. Mình dịch ra, mình dịch theo ngôn ngữ chuyên ngành là hàm ha. Thầy nó có cú pháp hàm sum. Có ví dụ về hàm sum. Tùy cái hàm mà nó có cái clip hướng dẫn hay không, có hàm nó không có thì nó chỉ có ví dụ bằng bảng tính thôi, nó không có clip, tùy hàm mà. Rồi ok ha. Rồi trong cái giáo trình này thầy cũng có tìm đến mấy cái hàm đó và thầy copy cái liên kết thầy bỏ đây cho các em nè, thấy không? Chỉ cần click vô mở ra hàm match ha, sum. Mấy hàm này sử dụng tương tự nhau cho nên thầy để có hai cái. Rồi hàm này hàm range. Có ví dụ của nó đây. Là trên Microsoft ha. Rồi tất cả các hàm. Hàm nào khó thầy đều có để hết ha. Các em chỉ cần click vô các em coi thôi. À, được chưa? Mấy hàm này quan trọng cho nên thầy để cho nó rõ ràng này thấy không? Hai hàm này là dùng rất là nhiều. Rồi. Mình quay qua mình sẽ bắt đầu tính toán trên Excel. Để tính toán cho Excel đầu tiên các em gọi cho bằng qua xuất không ha. Hành tiền yêu cầu của người ta nè, hành tiền bằng đơn giá nhân số lượng. Hành tiền
Để tính toán đầu tiên các em gỡ dấu bằng. Bây giờ tính thành tiền cho bên trung năm đúng không? Thì lấy số lượng của bên trung năm, các em nhớ ha. Tính cho dòng nào thì lấy đúng dòng, lấy cùng dòng, lấy cái giá trị cùng dòng. Nhân là dấu sao, cộng trừ nhân chia bên dãy phím số của các em á. Đơn giá của bên trung năm, enter. Tính cho B4 bằng hành tiền số lượng của B4 nhân đơn giá của B4, enter. Từ từ. Rồi. Thay vì thầy phải tính hết cho tất cả các cột này từng cái thì thầy có thể là gì fill, sử dụng chức năng auto fill hoặc là copy. Có thể fill ha. Fill giống y như là các em fill số thứ tự bữa thầy chỉ. Tự động điền auto fill. Thì công thức các em nhìn nó cũng sẽ chạy theo nè. Thấy không? Chạy theo. Rồi, hoặc là các em có thể copy. Bây giờ mình fill thì nó dài quá, giả sử như khi các em đi làm á, công ty nó 2.000 công nhân lận, 2.000 công nhân viên. Các em ngồi các em kéo vậy hả? Biết chừng nào mới xong, đúng không? Các em copy, cần trên C, nhấp vô đầu ha, ô này dính luôn cũng được nữa. Rồi, tăng số, kéo xuống, tính ô cuối cùng, nhấn ship, nhấn giữ ship. Chọn từ đầu đến đuôi đúng không? Cần trên V cái. Thấy chưa? Chưa. Cần trên V thì nó sẽ dán, kể cả định dạng nó cũng dán luôn. Nó copy dán luôn, định dạng công thức luôn. Muốn chỉ dán công thức thôi, các em nhấp phải. Special. À, thấy không? Dán giá trị, dán công thức, dán định dạng nè. Dán tất cả bình thường nè. Dán công thức nè. Thấy không? Công thức và định dạng số. Định dạng thôi. Không order. À, dán mà không có tạo viền, không có ấy viền. Không. Giữ đồ rộng. Dòng hình cột, cột hình dòng. Ok không? Rồi. Là dán đặc biệt, nó còn nhiều tính năng ở dưới ha. Trong giáo trình có. Là nhấn giữ ship. Control ship, phím button đi xuống. Là nó sẽ chọn nguyên cột này cho mình, nhấn delete. Rồi bây giờ tính tổng cộng bằng dùng hàm sum. Sum là hàm tính tổng cộng. Thì các em gõ một cái hàm, nó sẽ có gợi ý về cái cú pháp cái hàm đó. Chú ý cái cú pháp này. Chú ý kỹ cái cú pháp cái hàm gợi ý, thấy không? Rồi sum number 1, number 2. Number 1 này các em truyền vào cho nó có thể là một cái khối so sánh, một cái khối liên tục ha, hoặc là một ô. Thầy quét khối ô nguyên của ô này. Đóng mặt lại. Enter. Rồi thầy cũng có thể sum nè. Bằng sum. Thì thầy gõ thì nó có gợi ý ở dưới. Các em có thể dùng phím mũi tên đi xuống nè. Các em nhấn phím tab một cái. Ha. Nãy giờ thầy không có liếc chuột gì hết đó nha. Thầy nhấn phím tab trên mặt phím. Nó hiện lên, nó hiện luôn cả cái dấu ngoặc cho mình. Khỏi mất công gõ dấu ngoặc. Ha. Rồi. Bây giờ number 1 thầy muốn quét khối hai ô này thôi. Phẩy. Number 2. Các em để ý cái cú pháp nó gợi ý đây là dấu phẩy đúng không? Trong cái cú pháp của gợi ý là dấu phẩy thì mình dùng dấu phẩy. Máy các em là dùng dấu chấm phẩy. Máy các em nó bị chỉnh, không? Thì các em phải dùng dấu chấm phẩy. Rồi. Phẩy. Phẩy. Number 4, phẩy, number 5, number 6, number 7, number 8 và đóng ngoặc enter. Thấy không? Và giả sử như number ở đây thì phải cái nữa ha. Phải thì quét khối này luôn, test luôn. Phải test. Rồi đố các em nó có lỗi hay không? Có hay không? Enter. Rồi, quay qua các hàm. 7 hàm đầu tiên dùng giống nhau, giống y hàm sum nãy thầy chỉ. Lấy giá trị lớn nhất, lấy giá trị nhỏ nhất, tính tổng,
tính trung bình cộng, điểm ô giá trị số thôi, điểm tất cả các ô, điểm ô trống, thì năm hàm đầu á, nói chung là bảy cái hàm này cũng áp dụng giống hệt nhau ha. Năm hàm đầu nếu nó gặp ô nào mà giá trị là test văn bản nó sẽ bỏ qua, bỏ qua là nó không có tính gì tới hết đó nha. Kể cả hàm trung bình nó cũng bỏ qua luôn, nó không có tính gì tới á. Rồi sau A, A là viết tắt của chữ on á, không đếm tất cả các ô có giá trị số chữ gì nó cũng đếm hết, không lan là nó chỉ đếm ô trống thôi. Rồi bảy hàm này cú pháp dùng giống hệt nhau, tuy là cú pháp nó vậy ha nhưng mà nó dùng giống hệt nhau. Ok ha. Rồi tiếp tục quay qua thầy giảng thêm một cái sheet 1 nữa ha. Rồi bây giờ tỷ giá, tỷ giá bằng mức lương tháng chia 26 nhân công nhân tỷ giá. Mức lương tháng của Lam Trường chia cho 26 nhân công, công của Lam Trường đây kỳ 1 đây nè, không cần giống mặt, nó chia trước mà chia ở nhân luôn. Rồi nhân với tỷ giá của kỳ 1, tỷ giá kỳ 1 ở đây, tỷ giá kỳ 2 bên đây ha, bên đây là tỷ giá kỳ 1, bên đây là tỷ giá kỳ 2. Rồi enter. Rồi thầy cũng dùng chức năng autofill, thầy copy xuống, copy công thức xuống. Rồi Phi Nhung là làm lương khủng nhất, 36 tỷ, 36 tỷ năm 2002. Còn hai này lỗi. Tại sao này, nhìn nè, khi mình fill thì các dòng nó chạy theo đúng không? Thấy không? Phương Thanh này chạy xuống, đúng là tiền cao, mức lương tháng với công của Phương Thanh, nhưng mà cái tỷ giá này nó chạy xuống đây. Nhân với test, cộng trừ nhân chia với văn bản với test là nó không cho, nó báo là value sai giá trị ha, lỗi giá trị. Còn của Đan Trường thay vì nhân với tỷ giá thì nó lại nhân với tiền của Lam Trường, không? Rồi của Vi Nhung thay vì nhân tỷ giá thì nhân với tiền của Đan Trường, không? Cho nên tiền Vi Nhung khủng khiếp. Rồi vậy bây giờ thầy muốn cố định cái ô này lại nè, ô E6 này đúng không? E6 không? Thầy muốn cố định nó lại để mà khi mình fill hay mình copy nó không có chạy ô, thầy nhấn F4 không? Nhấn F4 im. F4 ở lần trước thì cái em nhấn F4 nó sẽ lần lượt chuyển qua các trạng thái nè, đó không? Rồi vậy cái này có nghĩa là gì nè, tuyệt đối cột, tuyệt đối dòng, thầy nhấn F4 lần nữa, tương đối cột, tuyệt đối dòng, có dấu đô la trước là tuyệt đối còn không có là tương đối. F4 lần nữa, tuyệt đối cột, tương đối dòng. F4 lần nữa, địa chỉ ô tương đối, địa chỉ ô tương đối giống vậy. C8, D8 cũng là địa chỉ ô tương đối. Rồi vậy giờ mình phiêu có một chiều à, phiêu chiều dọc thì chỉ cần bấm F4 cái cũng được, hay là các em bấm thêm cái nữa cũng được, tuyệt đối dòng. Các em để về phi theo chiều ngang nó chạy cột nha ha. Rồi thầy nhấn F4 một cái, enter, phi xuống ha. Đây nhân với kỳ, rồi lý thuyết nó nằm bên đây ngay chỗ đầu các hàm, hàm chiếu công thức ha. Cái này thầy copy từ giáo trình qua chứ không có gì hết, hàm chiếu công thức trong Excel, địa chỉ ô tuyệt đối, địa chỉ ô tương đối, địa chỉ ô hỗn hợp ha. Nhấn lần lượt F4 để thay đổi giá trị. Trong giáo trình thì nó cũng nằm trên đầu các hàm á. Này nằm qua hàm mà trang số 58 đúng không? 58. Nằm đâu khúc dưới ha, thầy copy qua thôi chứ không gì hết. Hàm chiếu đây, hàm chiếu trong công thức. Thầy copy từ đây qua. Rồi tiếp theo thầy chỉ cho các em nhập ngày một cái phần quan trọng nữa ha, chút xíu nữa đi ha. Rồi nhập ngày tí nữa chỉ, bây giờ thầy trả máy cho các em, các em làm tính toán và dọc cái hàm này nè nè, nhấn giữ control liếc liếc vào đây ha, mở tìm hiểu cái hàm cho các em tới số 2.
tính toán sheet 0, sheet 1, tới số 2 sẽ giảng về các nhập ngày ha.